Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái ba lô ngày xác nha. Ui, thanh như này. Ok, rất là nhanh chóng thì Kẹo đã có được một mạng đầu tiên. What the hell, thanh như này định chơi Kẹo nhưng mà đã bị Kẹo hạ gục lại rồi nha. Ok, khá là ngon khi mà hiện tại chúng ta đã có được thêm một cái tay súng level 3 nữa. Đấy, để xem nào, ngoài này còn ai cũng vậy, chưa thấy ai cả luôn. Ui, khá là ngon thì Kẹo đã trang bị được một cái ống ngắm đích nhá. Đã chưa anh em ơi? Chạy qua bên này con nào. Phải công nhận là căn nhà trống trơn và chưa có gì cả luôn. Phía trên này thì sao nhỉ? Và bây giờ thì Kẹo sẽ chạy xuống cái nhà gỗ phía dưới. Nào để coi. Ui, cũng trống trơn luôn anh em ạ. À đâu, chúng ta có thể là lượm được thêm một băng đạn tiểu liên nữa. Đấy, dưới này thì sao? Ui, khá là trống mọi người ơi. Tôi nghĩ là ở thung lũng thì trong trận đấu ngày hôm nay, ui, tưởng là hết người rồi, vẫn đang còn người ở ngoài này. Chạy qua luôn. Đây hả? Úi dồi em ơi. Úi dồi em ơi. Đậu xanh. Ui, thằng nào xếm mì cam vậy hả? Wow, nó ở phía sau nó xếm mì luôn. Gắt quá trời nha em ạ. Mình sẽ chạy đại qua phía này coi. Đấy, ngồi tạm ở đây cứ đã. Làm gì mà mấy ông bắn nhau căng vậy? Kia kìa anh em ơi. Ui, chúng nó kia rồi nha em ơi. Ui, thằng này cái em mạng của anh nhỉ? Ui, hay là em ơi, cái em mạng của anh này. Và thế là xong luôn nhá. Mấy cái đứa này tưởng là cái em mạng của Kẹo mà dễ à. Ok, bây giờ thì Kẹo đang có rất là nhiều đạn súng tiểu liên. Mỗi tội là đạn súng trường thì lại hơi bị ít. Khẩu AK của mình có mỗi 62 viên đạn súng trường thôi mọi người ơi. Ok, và túi máu thì chẳng có túi nào. Khá là ngon, Kẹo đổi qua format luôn ạ. Đấy, chỗ này thì sao nhỉ? Wow, có cả băng đạn level 3 luôn. Anh em thấy ổn chưa? Vô cùng là ổn luôn chứ lại. Ok ok, đấy, cuốn đem máu cái đã, để chơi game một cách nó tự tin hơn. Ngoài ra thì ngày hôm nay là Kẹo đã mặc cái bộ trang phục ướt át. Một cái bộ trang phục mà hiện tại ở server Việt Nam chưa mở bán nha anh em. Đấy, ba lô ngày xăng này thì cơ bản nó là một cái con cá mập, giống như kiểu là đeo một cái kính nghỉ dưỡng. Kẹo thấy là nó khá là thú vị. Và Kẹo đã mua cái ba lô này ở một cái server nước ngoài, giá của nó là 399 kim cương. Anh em có thấy là đẹp và đáng tiền mua không ạ? Ok, quá đã luôn nha anh em ơi. Ui, và các bạn có thể thấy được rằng là trong cái vài đấu này chỉ còn lại có 14 người chơi nữa mà thôi. Ui dồi ôi, mấy ông lại giết nhau nhanh quá cơ. Thế này thì trận này Kẹo lại ít kill rồi. Thôi kệ, và chúng ta hãy cứ chạy lên phía trên cái đã. Ồ, có một cái giáp level 2 này, và có cả băng đạn tiểu liên nữa. Ổn chưa anh em? Quá ổn luôn. Phía này thì sao nhỉ? Ui, phía này có mỗi căn nhà Doraemon. Quan trọng là bây giờ Kẹo sẽ muốn đi kiếm người cơ. Nhưng mà anh em có thể thấy được rằng là cái việc kiếm người nó vô cùng là vất vả. Phía này thì sao nhỉ? Ui, anh em ơi, Kẹo đã có được ngay một cái khẩu súng phóng lựu M19 nhá. Lên trên cái đá nào. Ui, bên cạnh mình nó là một cái vùng đen gờ luôn. Thật sự là mình không quan tâm lắm, nhưng mà ok, có 3 viên phóng lựu. Tí nữa thì Kẹo sẽ hạ gục người bằng súng M79 luôn nhá. Đấy, chúng ta đã có thêm được túi thương. Và Kẹo đã có được 2 túi thương này. Ok, bây giờ là 3 túi thương. Ít ra như này nó lại còn nhiều một chút này. Chứ còn là từ nãy đến giờ Kẹo không có túi thương nào cơ. Phải có túi máu anh em mới tự tin chơi game được. Phía này anh em nghĩ là sẽ có ai không vậy? Tôi nghĩ là chẳng có người đâu. Chẳng qua là chúng ta thích thì chúng ta cứ chạy qua mấy khu chỗ này thôi. Uầy, nó rất là vắng các bạn ạ. Ok ngon.
đã có thêm được một quả bông keo và bây giờ cả đã có được 4 túng thơ nhá. Lấy súng điện để chơi. À, cái súng điện này nó sẽ dùng tốt nhất khi mà anh em chơi trong chế độ đó là chế độ team. Còn đây thì kẹo chơi solo, súng điện này chỉ là bắn cầm cho vui thôi. Khi mà các bạn bắn nó sẽ có cái âm thanh nghe nó rất là thanh anh em ạ. Đấy là lý do mà tại sao mà kẹo lại dùng súng điện. What the hell. Ăn đạn phóng điện nhà em. Ui, mất có 54 máu thôi ạ. Cái đậu xanh em ơi. Ui, ok luôn. Và như vậy đã xong, kẹo đã có được mạng thứ tư. Mấy bạn đã cứ tỏ ra nguy hiểm nhỉ, nhưng mà mình kêu mấy bạn này nó vô cùng là dễ dàng. Wow, thật không thể tin nổi là cái bạn này lại có cả ô gia. Đã ghê chưa anh em, quá đã luôn chứ lại. Kẹo thấy là nó khá là ngon đấy. Đây, và kẹo hiện tại đang có đó là 10 mắt xem này. Chúng ta sẽ chạy lên phía cổng trời, ngay phía 210 này, và vào thử UAV. Ui, hình như là đứa nào bắn nổ UAV rồi, chán thế. Đang tính là vào UAV để đi săn người. What the hell, mấy chỗ này thì sao nhỉ anh em ơi. Wow, đây hả em ơi, đừng có chạy em ơi. Ui em ơi, à dựng tường băng nhanh thật đấy em ơi. Anh lại sợ chú quá cơ. Ok ok, hay lắm em ạ. Đây, anh sẽ đứng ngay ở phía này. Úi dồi ôi em ơi, xấy luôn tường băng nó nhảy nhanh. À tưởng là dựng tường băng mà ngon à. Anh xấy luôn nhá. Ok thiên nhiên. À chạy à, chạy hả em. Vậy là lên bảng đếm số rồi nhá. Đây ok, ngoài này có một chiếc xe Montachak và mình sẽ lấy xe này mình chạy luôn. Đấy, thế là có xe chạy đi săn mạng rồi nha em ơi. Đây, wow, lên xe nào các bạn. Ơ nhưng mà phía sau có thính hả. Đây qua luôn. Đấy, ui thằng nào lại chạy xe lên trên vậy, ghê vậy. Ui căng vậy, căng vậy, gắt à nhá. Úi dồi em ơi, ăn đạn xuống nhẹ. Ơ chưa đai cả, chưa đai cả. Ui mình còn bị mất máu nữa anh em ạ. Ơ cái đậu xanh, ơ cái đậu xanh. Ui mày chạy hả em ơi. Úi dồi em ơi, chạy hả. Ơ cái đậu xanh này. Ui tận hai đứa luôn cả, ghê vậy anh em ơi. Mình lấy xe mình chạy cái đã, nếu mở lại thì mình chẳng khác gì cái bánh mì kẹp thịt cả. Ui xấy nhau càng thế. Thật ra thì kẹo hơi nhầm một xíu anh em ơi, mình ở lại thì chẳng khác gì là cái bánh mì kẹp kẹo đấy, bởi vì là mình là kẹo mà. Lên trên nào anh em, mình như là chưa có đứa nào đai cả. À tường băng vẫn còn đây và hai đứa đang đứng canh nhau này, gắt à nha anh em. Thôi kia, ui ba lô thỏ hồng cả. Anh lại sợ chú quá cơ. Đây em ơi, em ơi. Úi dồi ôi, chán chết chú luôn này. Và còn một thằng ở ngay phía trên nữa. Đây kẹo lên luôn này. Mày chạy đâu hả em ơi, xem là mày chạy được đi đâu. À chưa thì nó các bạn ơi, nó đâu rồi vậy nhỉ. Ui đây à, ở cái đậu xanh. Mày tính chơi với anh à. Từ từ và mình sẽ cuốn máu cái đã, làm gì mà căng. Wow, đấy ok, lại có thêm đồ ngon này. Ăn đạn phóng điện này em ơi. Ok. Úi dồi ôi, thế là kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7. Đây và mình sẽ đổi qua cái chảo, lấy chảo che mông đỡ đạn thôi nha em ơi, chứ còn là gậy bóng chày làm gì có đỡ đạn được đâu. Ok, rất là nhiều trang bị ngon luôn nhé. Rồi anh em ạ. What the hell, có xe nữa hả, ghê ở nhà. Đây anh đuổi theo chú luôn này, xem là chú sẽ chạy được đi đâu. À xe quân đội 4 chỗ hả. Đây đây, anh chạy theo chú luôn này. Úi dồi, chạy lùi cả, chạy lùi cả. Ơ kìa, xuống xe em ơi, xuống xe em ơi, xuống xe em ơi. Ui tính đâu anh nhở. Úi dồi ôi em ơi, trời ơi. Mặc dù nó mặc cái bộ là hoàng đế sinh tồn nhưng mà tôi vẫn ăn được nó luôn. Tưởng là đồ ngon có thể là ăn được sĩ kẹo dễ dàng hả. Ok ok. Và công nhận thì cái giáp 4 của kẹo bây giờ ấy, nó nát kinh khủng luôn anh em ạ.
Đấy, không còn một tí nào luôn. Ui, ghê thật ghê thật. Chỉ còn một xíu nữa thôi thì kẹo sẽ bị bay ra anh em ạ. Trong UAV không thấy ai cả này. Và còn lại tận 3 người chân nữa. Ui, thế thì ba thằng nó đang ở đâu? Hay là mình đổi qua con xe 2 chỗ để chạy nhỉ? Thôi anh em ạ, chạy con xe 4 chỗ này. Đấy, con xe Monster Truck bánh to thì nó lại dễ cán người. Chơi như này mới phê nha em ơi. Ba thằng hả? Đây mình sẽ chạy lên phía trên coi, xem là có thấy ba thằng kia hay không. Ui, úi dồi ôi, lên trên chỗ này thử coi nào. Wow, chưa thấy một ai cả các bạn ơi. What the hell? Thế là ba thằng còn lại đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm vị trí của các ông luôn nhá. Các ông tưởng là sẽ trốn được tôi à? Ui, kẹo đang có đó là 32 mắt xem. Ghê chưa anh em? Lên chân này cái coi nào. Ui, đơn giản là cái khu vực này kẹo cảm thấy là nó hơi bị trống anh em ơi. Bởi vì là chạy mãi nhưng mà lại không thấy có một thanh niên nào cơ. Buồn thiệt chứ lại. Phía này thì sao anh em ơi? Tôi chưa thấy cái hy vọng le lói là sẽ thấy người đâu. Tìm cũng rất là mệt mỏi anh em ơi. À, vẫn chưa thấy. Cái đậu xanh bọn này nó như kiểu là bây giờ các bạn ấy là đang núp ở trong nhà hết rồi thì phải. À đây, ui, đã có một cái cuộc giao tranh mà kẹo chạy lên luôn. Hai đứa đang xế nhau cả. À, vui ở nhà đây. Đây anh em ơi, trong nhà có một đứa này. Ok, xuống xe. Ăn lựu đạn nha em ơi. Ui, ăn lựu đạn nha em ơi. Ồ, đây hả? Ăn thêm quả lựu nữa này. À, mày chạy à? Mày chạy hả em ơi? Ồ, nhanh chân thật đấy. Chạy à em, đây anh đây. Mày chạy hả em ơi? Ok, và lên bảng điểm số luôn. Tưởng là chạy với sự kẹo mà dễ à. Đấy, và kẹo quay lại lấy chiếc xe Monster Truck cái đã. Bây giờ chỉ còn lại có 2 người trên nữa. Và cơ hội chiến thắng bây giờ lúc này của kẹo đó là 33,333333%. Có thính các bạn ơi. Mình sẽ xuống dưới này lượm thính coi xem là có giáp mới hay không. Uầy, đấy, xuống cái giáp 3 mới luôn. Ơ kìa, có người ngay phía trước mặt anh em. Ui, mày chạy đâu hả em ơi, sau trụ điện à? Chuẩn bị là sấp mặt với anh rồi nhé. Cái đậu xanh em ơi. Ui, xây anh cả, xây anh cả. Và lên bảng điểm số luôn. Vâng, với việc mà hạ gục xong thanh niên này, hiện tại kẹo đã có đó là 10 kill anh em ơi. Một con số vô cùng là tròn chính và tận là 35 mắt xem luôn. Hầu như là tất cả những cái người chơi đã chết đều hướng mắt nhìn vào sĩ kẹo đấy. Nên là chúng ta sẽ chơi cẩn thận một xíu nha anh em ơi. Đấy, chơi cẩn thận và vô cùng là cục xúc. Ui, để cho các bạn thấy là sĩ kẹo bắn gắt cỡ nào. Nào, một thằng cuối. Ồ, tìm thằng cuối bao giờ là cũng là tìm cái thằng mà nó khó khăn nhất các bạn ơi. Bởi vì là bo đang còn khá là to đấy. Cái bo này thì vẫn còn to, nên là cái việc tìm thằng cuối nó hơi bị mệt. Chắc là chúng ta sẽ chờ bo thu lại nhỏ hơn thì cái khả năng là tìm thằng cuối nó sẽ nhanh hơn anh em ạ. Đấy, chứ còn là bây giờ là chịu luôn. Chạy như này nhưng mà có thấy được vị trí của thằng cuối ở đâu. Lên trên này cái coi các bạn ơi. Và phát hiện ra rằng là bên trên này cũng chẳng thấy ai cả. Wow, hẳn là không có một ai luôn cả. What the hell? Bo đang thu lại rồi nha em ơi. Và các bạn hãy chờ xem ạ. Người đâu? Người đang ở đâu vậy? Không có thấy luôn các bạn ơi, không hiểu sao. Ở phía này thì sao nhỉ anh em? Nó rất là vắng luôn đấy. Có khi nào thằng còn lại nó đang ở trên cầu hay không nhỉ? Tôi rất là nghi nha. Khả năng cao nó đang ở trên cầu anh em ạ. Còn tôi thì lại ở dưới cầu cơ mà. Đây, đang cố gắng lượn lờ ở mấy khu xung quanh. Thật sự là bây giờ là chẳng tìm thấy được ai cả luôn đấy.
What the hell? Tìm người này cũng mệt mỏi quá cơ. Đây tôi đang cố gắng chạy vòng quanh, nhưng mà có thấy ai đâu. Ui kiểu này. Ơ kìa, nó đâu rồi vậy anh em ơi? Ui, chưa thấy anh em ạ. Nó ở mãi trên cầu phải không các bạn? What the hell? Mình sẽ qua bên này coi. Đấy, chạy lại chỗ này con nào. Sao nó lại sợ được mình nhỉ? Cái đậu xanh. Thằng bé đâu rồi anh em ơi? Thằng bé đâu rồi vậy? Ồ, kẹo hiện tại là không có thể nó luôn cơ. What the hell? Ui, nó sợ mình kìa anh em ơi. Ghê vậy, ghê vậy. Bạn ơi, sợ gì mà căng vậy hả? Mình chạy cái đá nào? Bạn ơi, bạn sợ căng quá đấy. Ui, câu liệu luôn cả. Ghê vậy. Ui anh em ơi, nó cậu liệu kìa. Gắt quá vậy anh em. Đây, và kẹo sẽ chạy thử lên trên này coi. Đấy, đứng trên này để ngó lên trên. Wow, không thể nó đâu. What the hell, thằng này ở đâu vậy? Ở đâu mà sới căng vậy hả? Ơi, chuẩn bị bo thu lại rồi các bạn ơi. Mình chạy qua phía này coi. Chưa thấy nó. À đây, úi dồi em ơi, mày chạy hả? Và cần như gấp luôn ạ. Thế là kẹo đã được top 1 trong trận đấu này rồi nha anh em ơi. Đấy, ăn mừng nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.